Cửa hàng Đông Cơ Nhà xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 xã 35 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để khách hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337019111, 0974644713. Nơi bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho mọi người một con máy có xích mang nhãn hiệu Husqvarna 162. Đây là địa chỉ của cửa hàng của bên em. Quý vị anh chị gần Đồng Nai và Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu là ba cái tỉnh giáp nhau thì quý vị anh chị có thể ghé cửa hàng tham quan và lựa cho mình một con máy ưng ý nhất ha. Và hôm nay thì em sẽ mang đến cho mọi người một siêu phẩm Husqvarna 162 ha. Ở đây thì có những cái con máy hôm qua em mới về mà, và có mấy bác hỏi trước thì em đang dọn ha. Bây giờ em sẽ review con máy này. Con máy đi khai thác lớn 62cc, thương hiệu đến từ Husqvarna của Thụy Điển, 162, 62cc. Máy đang sử dụng lam dài 60, tức là cắt khoảng cách cắt được là 50, và là xích đại lớn nhất ha. Hay là cái đấy là 12, coi chừng 12 bắn lại hư hết không. Đây là ngoại hình của con máy ha. Mã series nó là 1015331 ha. Sắc đen. Tháo ra đi, tháo ra thay 28 ha. Thì cái 813 đẩy rồi. Để về mất công. Mọi người thông cảm nhé, em vừa hướng dẫn cho anh lính nghe mất công. Đây là ngoại hình của con máy ha, còn chi tiết cho mọi người coi. Con này thì anh em có thể đi khai thác cắt chuyên nghiệp, đặc biệt là cắt xẻ gỗ linh tinh thật thoải mái thật ga. Dòng này dòng lớn này, 62cc, bít tông con này thì nó rơi tầm khoảng 48 ly gì đó. Nói chung em chưa bung nữa, em không nắm chắc chắn, em chỉ nói phỏng đoán cho mọi người biết thôi ha. Nhét nhau ra mặt trời này. Rất là đẹp. Nhìn nguyên bản nha mọi người, bao thầy thợ luôn, bao chết luôn. Yên tâm. Số series thì em đã đọc cho quý vị chị nghe rồi. Con này thì nó là đời đầu, 162 là đời đầu. Công suất mã lực thì nó ngang ngửa với con Husqvarna 365 đời mới. Và với số tiền chi ra 365, quý vị anh chị mua đời mới thì rất là nhiều tiền ha. Quý vị anh chị có thể tham khảo câu này. Giá bình dân hơn, chuẩn nữa nhỉ, đó. Nó còn một cái cánh lọc gió nữa. Đó, quý vị anh chị có thể tham khảo được cái mẫu này, xài rất là ngon. Đó, dễ nổ, đời mới nhưng mà bên em căn xăng gió rất là chuẩn nên là xài rất là ok, không phải xin mít gì cả mọi người nhá. Thì quý vị anh chị chỉ cần khởi động máy cái kéo e thôi, giật từ 1 đến 4 cái nó nổ rồi, cái nào thì anh em đẩy vô, giờ mình giật thử xem nó có nổ không đã. Vô máy để lâu là quý vị cứ giật thử cho em 2 cái, nếu nó nổ tự nổ thì thôi, tự lên xăng thì thôi. Nhưng mà lưu ý nổ rồi nhưng để cho chạy căng tí đừng có bóp ga ngay, nó sẽ tắt máy. Đó, nó là như vậy. Và khi mà máy tự nổ rồi thì mọi người ga nghe nhẹ nhẹ nó lên đều thôi là ok. Còn nếu trường hợp mà giật 2 cái không nổ thì mọi người hãy kéo cái e ra nha. Bây giờ em giật thử coi. Đó, nó nổ luôn. Em đang quay có hàng gì về ha. Đây mới gửi hàng về ha. Này là em dựng video ha. Hàng mới gửi về. Có ít phụ tùng. Nhập ít phụ tùng về. Rồi. Quay trở lại với cái máy này ha. Thì con này thì so công suất với 365 thì nó ngang ngửa nhau đấy. Nhưng mà giá thì rất là mềm hơn rất là nhiều. Đó. Làm Latin lớn, làm đẹp. Cái này nó không phải xài nhiều đâu mà nó bị tróc sơn đấy.
là những cái nó phơi nắng phơi mưa khô là nó tróc luôn, chứ không phải là ấy đâu. Đây này, nó tróc lên chứ không phải là do mà xài nhiều mà nó ấy đâu, nó tự bong lên này, này đó. Không hiểu cái nước sơn, nói chung là chắc là những cái đời lâu này thì cái trình mà sơn thì nó chưa được đủ đỏ đẳng cấp lắm đó. Nó không như đời sau này có thể nó dễ dàng bong hơn, kinh nghiệm ấy, chưa được nhiều. Cái đời mới giờ mà sơn nó để tróc là rất là khó. Rồi em test lại tiếng máy nổ cho mọi người nghe ha. Đang tiếng nghe rất là êm chất luôn. Quý vị anh nào chị nào kết thì cái liên hệ số điện thoại em là 0974644973 hoặc là 0337019191. Sản phẩm này bên em sẽ tặng cho quý vị anh chị là ba món đồ ha, bảo hành 12 tháng và ba món đồ nhá. Rua, buji và tip mở ha, ba món đồ. Và cái gì ạ? Tặng cho quý vị anh chị ba món đồ và rua, buji, tip mở đầy đủ ha để mọi người có thể sử dụng. Quý vị anh chị cần mua thì đặt cọc ít tiền cho địa chỉ để em ship hàng tận nhà cho quý vị anh chị nhé. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem video. Xin chào anh.